Rồi chào các bạn nhé, đây mình kéo demo trước nhé. Mình sẽ tập lại từng câu các bạn nha. À, không biết là bạn dân miền Bắc hay dân miền Nam tập nhiều hơn. À, nha. Bây giờ là câu đầu tiên nha. Vật ở trên kia cao quá. Là mình sẽ thế tay là mình sẽ lần pha. Bạn biết là đồ, đồ, rê, mi, pha, son. Đồ, rê, mi, pha, son. Nhưng mà mình đang lên dây là son rê. Bây giờ mình sẽ kéo nha, đọc nó là mình sẽ đọc này. Mình sẽ để tay thứ đây là đồ, rê, mi, pha này này. Pha, pha, son, la. Pha, pha, son, la. Đố, rê. Hoặc là các bạn dùng ngón này, đố, rê đây cũng được. Hoặc bạn trượt xuống đây, đố, rê đây cũng được. Các bạn có thể dùng thứ hai. Mà nếu mà mình hướng bạn đơn giản này là dùng thứ một nha. Pha, pha này. Pha, pha, son, la. Đố, rê. Pha, pha, son, la, đô, rê. Đó, là câu đầu tiên. Pha, pha, son, la, đô. Rồi, mái, bật ở trên kia cao quá. Mái, mái, mái không đủ tới nàng này. Mái, mái này, rê, rê. Mái, mái. Nhớ các bạn nha, mình đọc mấy cái nốt cao á, là mình bấm dây, mình kéo dây bên này. Cái dây, dây nhỏ hơn. Dây to hơn thì bạn nốt thấp hơn, được chưa? Mái mái không đồ tới nè. Rê rê. Rê rê đô là đô son. Rê rê đô là đô son. Rê rê đô là đô son. Được chưa? Rê rê đô là đô son. Này, mình sẽ ghép hai con. Pha pha son la. Pha pha son la đô rê. Rê rê đô la đô son. Rồi tiếp tục. À, trên kia có mái mái không đủ tới nàng. Bạn vật tương tư gì ai? Bạn vật tương tư này. Son 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 la si dáng. Si dáng là bạn cái đây một tí này. Gần đây tí này. Đây là nút son này, la này, son son. Son son la si dáng. La đố. Son son la si dáng si la đố. Son son la si dáng la đố. Nè, đó. Còn vật tương tư dài rồi. Son son la si dáng đố. Chắc chắc chắn không thể quay lại. Mình không thuộc hết lời. Không thể lại là đố đố. Đố đố là. Đố đố là son la fa. Tiếp tục mộng này tăng theo bóng Phật. Nè. Pha pha son la đô rê. Pha pha son la đô rê. Pha pha son la đô rê. Tiếp tục. Rê rê đô rê rê pha. Tiếp. Fa son, fa son, fa son. Fa son, fa son, fa mi. Fa son, fa son, fa la. Fa son, fa son, fa la. Rồi, fa son, fa son, fa la. Rồi.
Fa, tiếp tục câu tiếp theo nha. Fa son fa son sa si dáng la. Fa son fa son si dáng la. Đó. Rồi câu tiếp theo là lặp lại. Lặp lại đến đến của ai dẫn vô. Câu tiếp theo nó lặp lại là câu cuối á, là nó chỉ khác cái câu đến là re 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 fa son re 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 fa son fa la. Rồi rồi fa son fa fa la fa son fa fa re hết đủ ta sao không đủ. Hết cái bài đồ ta không đồ nè. À mình sẽ kéo lại nè. Đấy các bạn có thể dùng thế thế trượt nè. Nếu bạn nào mà tốt hơn thì bạn có thể trượt xuống. Trượt xuống là thế thứ hai nè. Bấm đố rê bên này nè. Đó còn không mình bấm một ngón này. Nên đúng hết bài. Rồi chào các bạn nha. Chúc các bạn tập cái bài này ok. Vì nhiều bạn nói quá. Cảm ơn các bạn.